Xin chào thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày bài tại trung tâm ơn. Thì phần cứng bài này gồm có một bit 16F87, một mà set, một tụ thời anh 20M, một gia đục ký để dùng để tạo số. Bài này khá đơn giản nhưng xin qua phần mềm. Phần mềm sau khi khai báo thư viện với các bài khác thì có hai chương trình con. Hai chương trình con thì cũng tương tự nhau thôi, 20 giây và 50 giây. Chương trình chính thì output write pin R1 R0, setup timer 1 T1 internal. Thì output 2 là delay 20 giây, output low thì delay 50 giây. Bài này khá đơn giản cho nên chạy trình mô phỏng luôn. Thì một ô trong này thì một ô tương ứng với lại một mili giây. Rồi, em xin kết thúc bài làm của em hôm nay.